Em Loan mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, em Loan đã sưu tập và gửi đến anh chị yêu cờ những ván cờ tướng tuyệt hay mang tựa đề Cơn Địa Chấn Tối Qua, Nữ Sinh Việt Chơi Xe Mã Tàn Độc, Đấu Mạnh Phồn Duệ. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm tí rau và tí bún nha. Nào, mời anh chị cùng thưởng thức. Thank you.
chơi đến đây, Mạnh Phồn Duệ không thể đỡ nổi, vì vậy Mạnh Phồn Duệ đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, vua ấu hoa không thể đỡ nổi, vì vậy vua ấu hoa đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Lục Vĩ Thao không thể đỡ nổi, vì vậy Lục Vĩ Thao đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Thank you.
Chơi đến đây, Đào Hán Minh không thể đỡ nổi, vì vậy Đào Hán Minh đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Tào Nham Lỗi không thể đỡ nổi, vì vậy Tào Nham Lỗi đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.